Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó mọi người nha. Chào anh em game tài chế mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin like và một subscriber ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi hốt con đen dùng chung mới nhất anh em. Vui chơi sự kiện các bạn và đặc biệt cùng đi đấu trường Codinda các bạn. Ok. Cần quét đó nè. Hôm nay thứ hai đầu tuần anh em, đấu trường Codinda khai mở rồi, mấy anh em đã tham gia chưa? Nhưng mùa này mấy bác đang tranh bá như nhỉ? Chưa thấy bác top nào lên ta. Ê chà. Ô, áo như chưa gì tôi đã hạng 8 rồi này. Ô, còn chưa đánh mà lên hạng 8 rồi à, ngon đấy. Tuy nhiên có hạng là phải điểm chạy chứ. Ô, đấu trường mùa này vào phát lên hạng 8 rồi anh em, ngon lành. Ok, ghé ra ngoài xem nào. Thư xem có gì hot không anh em. Quả thịnh đấu rồi, ok. Có đen dùng chung mới anh em. Bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nha. Code mới đây anh em. 1G9CS Uri IH EP Việt Nam VN anh em cho nhanh. Ok, 1 belly, 1 EP, 10 thùng bia, 10 xu quay cao cấp, 20 xu quay thường anh em. Cũng được. Nượm tạm các bạn. Ok, tầm qua. Rồi, vào việc luôn cho lòng anh em. Đi quẩy đấu trường đó các bạn, rồi mọi thứ tính sau. Mà bánh đấu trường sớm bạn. Top 8 à. Top 6 xem có gì không. Thế thì từ top 5 lên anh em nhé. Rồi, bot top 5 rồi. Bot nhỏ, top 5. Quên tôi chụp pick team anh em, tôi kệ cứ vào làm ván rồi pick team sao anh em. Làm ván rồi pick lại team anh em. Tôi mới chỉnh lại team đội, giờ đánh ok luôn các bạn. Tại mùa này là 3 team ổn cả 3 luôn nhá. Còn như mùa trước đâu các bạn, mùa này là ổn 3 team luôn. Zero. Chọn anh Zero anh gánh thì khỏi bàn các bạn. Trận tiếp theo Kaido gặp Kaido à. Ấy chà, căng ấy nhờ. Căng ấy. Ngắt đấy. Ngắt đây các bạn. Ấy chà. Ấy chà. Càng quá các bạn, càng quá. Ồ, càng quá anh em. Kaido nhà mình đâu, ulti nào. Trông chờ vào có ulti của Kaido nhà mình các bạn. Đây rồi. Kết thúc trận đấu. Ok anh em, chỉnh lại tem đã. Tôi vừa nhận ra một tí các bạn, chỉnh lại độ tem độ tí. BG chúng đây Usopp lên trên hợp lý hơn. Vinecom hay đâu, Vinecom đi với Zoro cũng được mà. Inuzashi xuống à. À, cứ để nhìn đi các bạn. Chiến nào. Top 4. Ok bạn, giờ bắt đầu chỉnh lại tem độ nha. Giờ chúng ta bắt đầu chỉnh lại tem độ anh em. Xuống đây. Bật một Nami ra anh em. Một Nami ra. Này con vào đây. Đây ghê xuống dưới anh em. Cho chị Uta tem 2 tem này luôn. Uta ra trận anh em. Mùa này cho Uta ra trận luôn. Hợp lý cho ta. Ở dưới 2 BG luôn à. Kíp ở hơn thông ta. Kíp vào cực kỳ hơn các bạn. Ok các bạn, chiến nào. Mùa này top 1 sớm anh em. Úi giời, hay quá. Tuyệt vời luôn các bạn. Úi giời. Tuyệt vời. Gọn gàng luôn. Tem siêu bá luôn rồi các bạn. Trận 2.
Trận 2 trận Big Kai đây anh em. Ulti nào. Mấy chị Uta cứ chọc nhẹ nhẹ thôi anh em. Đó, Uta cứ lao lên chọc nhẹ nhẹ thôi. Cũng quá ok rồi. Nó có sát thương luôn chứ đùa đâu anh em. Ok top 4 nha. Giờ bác top 3 nghe yếu nhỉ. Thôi đánh bác top 2 đi. Định đánh bác top 3 nhưng thôi top 3 nghe yếu quá anh em. Đánh thẳng top 2 đi. Top 2 cho nên top 1 luôn. Mùa này là 3 team. Tôi fix lại hoàn toàn 3 team rồi anh em. Tuần đến thứ 6 tuần này nó bắt đầu nó mới ấy mà. Nên là thoải mái. Thứ 6 tuần này là Uta lên E5 rồi. Đó. 3 tem cứng cáp luôn. Zoro, Uta và BG. Ba viện trợ đứng ba cửa anh em. Nhưng mà lớp theo các cặp đôi nữa là Lecom với cả Inuzashi, Jasop và Pepman. Đó dưới là Kulu với cả Oden. Đấy. Chân thủ ba cửa anh em. Pick mái mới được các bạn. Mùa này nó pick hẳn 3 tem luôn đấy. Không ăn được nó chịu ạ. Ok, giao lưu bác top 1 nào. Bác này nó cũng căng lắm đây anh em, phải đùa đâu. Đấy, vừa vào nói xong anh em vào phát Kado ulti luôn. Trận này Zoro bỏ mạng rồi. Trận này anh Zoro nhà mình bỏ mạng rồi các bạn ạ. Có vẻ mình sắp xa anh em nên để Zoro lên đứng trước thì hợp lý hơn các bạn. Zoro đứng trước để đảm bảo hơn để tí pick lại anh em. Zeychu đứng sau các bạn, chứ còn mấy bác tốc cao hơn là Zeychu nhà mình mất bị mất lợi thế anh em. Khá là ảnh hưởng lớn đấy chứ không phải không đâu. Kìa. Căng nhờ. Căng đấy các bạn. Khét đấy. Uta. Uầy cũng căng các bạn. Căng đét luôn ạ. Uta đâu. Hay quá. Cái đầu tiếp tục anh em. Đừng đùa với chúng xí Uta anh em. Họ hơi bị tốt đấy. Chỉ lên E5 thôi anh em. Cuối tuần này lên E5 rồi. Trận cuối đây anh em. Trận cuối có BG đây đứng gánh nữa. Mày nhìn Kid Wallo anh em. Kid Wallo đang cố gắng pick lên E5. Hiện tại thì chưa ổn lắm bạn. Nhưng đang cố gắng. Trận này vẫn win rồi. Tí tôi chỉnh lại chỗ đó. Phần tem đội sắp đứng trận là được rồi anh em. Đúng đấy. Kit ở mấy E4 anh em đang cố đẩy cho nó lên E5 sớm. Giờ thiếu tận 3 form nó mới đủ. Tí ra túi mở xem anh em. Hôm nay mở túi tiếp các bạn. Cố gắng trước ngày thi đấu tuần này là sẽ cố gắng đẩy cho kit lên E5 luôn anh em. Cứng cáp 3 tem luôn. Xong lên được chị đẹp ấy nữa cũng lên luôn các bạn. Robin đấy, Robin Wallo mà lên được là tôi cũng lên luôn anh em. Rồi ok các bạn, lượm qua. Xong đấu trường. Ok, ngồi top 1 luôn nha. Ok, để nghe được rồi. Đây, cho kit vào anh em, vứt kata ra, cho kit vào. Rồi, giờ thì chúng ta tiếp tục đi ra ngoài kiếm thêm 1-2 thanh niên kit nữa anh em. Nhìn thông nó boss thần thú nữa, vào chiến boss thần thú sau anh em. Boss không kịp tối chiến sau. Giờ là cần kit qua lô này. Xin kit qua lô. Necom. Necom. No. Đùa thế ra được 1-2 kit thì thôi anh em mừng rơi nước mắt luôn á. Win bệnh dịch. Fury đúng kiểu ra được đúng như kiểu cầu được trông thấy anh em khó lắm. Nami anh em, này dòng HP. Búa cũng đập nhưng mà không ra được thanh niên kit nào anh em. Quyền hiện tại tôi mới có một quyển thôi. Trong khi kit hiện tại lên được bao nhiêu rồi. Đây E4 anh em. Thiếu 3 form nữa bạn, 3 form nữa mới lên được E5. Nên E5 cái đại game ma thứ cho nó thì mới ok hơn được. Không né, lấy đây. Đây cũng chuẩn bị sẵn rồi anh em. Căng nhờ. Thêm một kit nữa anh em. Vậy là vẫn thiếu một form nữa.
Dù nổ phát kít. Trời ơi, em lắm luôn. Cháy nửa luôn anh em, nhưng mà đời không như mơ các bạn. Chạy dễ quá. À mà quên, từ từ từ. Khả năng là chúng ta vẫn có thể kiếm được anh em. Năm vòng à? Dùng hoàn thành hai lần nhiệm vụ 5 sao. Dùng kit hoa đồ hoàn thành hai nhiệm vụ 5 sao. Ây da. Có mấy cái nhiệm vụ căng nhỉ. Được anh em, thời gian tối để tôi làm này anh em. Hợp lý các bạn, thời gian tối khi làm nốt cho kit cho xong anh em. Rồi. Năm sao đâu, 6 sao đây rồi. Ok các bạn. Hợp lý đấy, từ giờ đến tối cày kít anh em, chắc là cũng đủ các bạn. Ok thế nha, hẹn gặp anh em buổi tối anh em. Tối tôi sẽ up kit lên E5. Thế nha anh em, giờ cày đã, có sao tôi sẽ cày các bạn ở video tiếp theo. Đâu giờ thì bye bye mọi người.